Nè, nói nghe nè. Nãy giờ lui cui nấu, bây giờ mới có ăn đó. Hôm nay cùng ăn và cùng thèm với Diệt Thảo món canh bí đao nấu với tôm thịt. Dạ. Ok, bây giờ mình mới vừa nấu xong nó còn bốc khói, ăn với nước mắm ớt. À, mình sẽ bỏ hành ngò vô nha. Bỏ một chút góc này đi để chụp hình cho nó đẹp một cái rồi mình bỏ nhiều vô mình ăn. Cái hình này để đăng lên cho các bạn nè. Ui cha, có nước mắm ớt luôn. Dạ. Rồi. Bỏ hành ngò lên nha. Trong này có đầu hành lá nữa nè. Rồi bỏ miếng tiêu lên nữa. Ngon không? Rồi bỏ là bỏ thêm vậy thôi. Chứ thực ra thì mình có tiêu ở trong rồi. Rồi ăn nha các bạn. Các bạn nào không có thì giờ coi chút xíu rồi thôi. Tại vì thực sự ăn là chỉ ăn thôi, chứ không có cái gì lạ nha. Cũng có bạn vô nói sao mà dài quá, ngắn ngắn lại. Dạ không, đây là bữa ăn bình thường của Dược Thảo thôi. Mình ăn bao lâu cái chuyện không quan trọng, vấn đề ăn cho nó ngon. Và mục đích của video Việt Thảo, nhắc lại lần nữa, là để ăn cho các bạn nào kén ăn, chọn ăn, thấy thèm mà ăn cho ngon miệng. Và các bạn nào lâu quá không có làm cái món này thì làm ăn cho ngon. Chỉ có vậy thôi nha. Còn các bạn nào mà đi review ẩm thực, coi cách nấu này kia nọ thì đừng coi, mất thời giờ. Nhất là các bạn nào không có thời giờ đừng coi nha. Nói thẳng luôn. Chứ đừng có vô coi nữa, than phiền cự nữ, bắt tôi làm dài ngắn nữa. Ok, ăn cho nó ngon nè. Đầu tiên là húp miếng nước canh trước. Các bạn biết mà, nước bí đao mà. Trời ơi, nó ngọt, nó thơm trong miệng. À, ngon quá, húp miếng nữa. Thiệt là ngon. Bữa nay Dịch Thảo mời các bạn xem Dịch Thảo ăn một cái món canh bí đao mà đối với một số người cho rằng nó quá tầm thường, nó quá bình thường, không có đáng để mà ăn, để mà coi. Nhưng thiệt tình mà nói, đối với tôi, một người xa quê hương hơn 40 năm rồi, đừng nói chi là cái canh bí đao, ngay cái trái bí đao nhìn thôi cũng rớt nước mắt được. Mặc dù bây giờ thông thương rồi nha, Florida có trồng, khắp nơi đều có trồng bầu bí hết, nhưng mà không phải mùa nào cũng có. Có được trái bí đao là mừng muốn chết, không dám ăn luôn, để dành. Cho nên ngày hôm nay Việt Thảo ăn một cái món mà tầm thường nhất, nhưng nó lại gắn chặt với quê hương, với đời sống của mình nhất từ thuở thơ ấu cho đến ngày trưởng thành. Và khi đi ra hải ngoại rồi, có người bây giờ mấy mươi năm trời chưa ăn lại được cái món canh bí đao. Có người chưa từng thấy được cái trái bí đao, chưa cầm được trên tay. Cho nên ngày hôm nay tôi ăn cái món quốc hồn quốc túy này. Rồi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo cái bữa ăn canh bí đao ngày hôm nay. Và nếu được, sau đó Việt Thảo sẽ nói về cái cách nấu của Việt Thảo. MC Việt Thảo Cooking Style. Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu tiên là mình ăn cái cục thịt trước. Đây, cái cục thịt đây. Đây là cục thịt bằm. Dược Thảo không có lẫn tôm trong này, không có trộn tôm trong này, chỉ bằm thịt không thôi. Cái thịt ba rọi mà các bạn thấy đó, bằm nó còn lục cục lòng hòn, chứ không có bằm mịn. Các bạn nhìn thấy cái da vẫn còn nè, thấy không? Dạ, cái miếng da vẫn còn. Trong này có tỏi,
có hành tím, tức là hành hương cũng nhỏ nhỏ. Hết rồi. Tiêu. Chút xíu bột nêm cho nó vừa ăn, không để được. Hành lá. Nhưng mà tất cả không có bầm mịn, bầm mịn nó ra nước. Chỉ có vậy. Nó ngon trong miệng. Tại sao Dược Thảo không để tôm vô đó mà chỉ thịt không thôi? Đó có lý do. Bình thường mình nấu canh bí đao đó là thịt mình sắc, tôm mình đập, mình cắt ra rồi mình nấu vô trong với bí đao. Thì hôm nay cũng vậy, nhưng mà thay vì để nguyên cắt từng miếng thì Dược Thảo bầm nó ra. Khi mà bầm ra mình ướp gia vị nó thơm ngon thì mình cắn miếng thịt vô nó còn ngon hơn nữa. Mình không cần phải nêm nếm nhiều trong cái nước canh. Tại vì trong cái cục thịt này nó đã thơm ngon rồi. Đây nè, con này thấy không? Cái miếng da còn vẫn còn bự nè, thấy không? Từ giờ chưa chấm nước mắm đó, vừa ăn luôn. Ngon quá. Nó khác với miếng thịt, hay là miếng thịt nạc, hay miếng thịt ba rọi mà mình sắc ở ngoài mình chỉ nấu canh. Mình bầm ra, cái hương vị của nó mình ướp ăn đậm đà ngon. Rồi thay vì để nguyên con tôm thì Dược Thảo mới quết tôm ra. Con tôm lột vỏ xong thì lần này đó mình không cần dùng cái cây kim hay là cây tăm để mà lấy cái cọng đen nữa. Tại vì con tôm mình sẽ đập dập nát mà. Dùng ngón tay luôn, bóc ngay chỗ gần cái đuôi ở trên lưng, kéo cái rạc ra cọng đen luôn. Không cần dùng cây mắc công, dùng ngón tay luôn. Khi mà tôm lột ra rồi đó, lật con tôm xuống, lấy cái bản dao đập cái bóp một cái cho nó dẹp xuống. Vậy thôi. Rồi con nào cũng vậy, xong rồi trộn lại bắt đầu, không bầm nha. Lật ngược cái sóng dao lại, dằn nó, dằn cho nó nát ra. Thì nó không có bị đứt, giống như là mình chặt nó, mình bầm nó. Nó khác với ăn con tôm thường. Tại trong này đó, mình có một ít tỏi. À xin lỗi, nói bậy, lộn, không phải. Cái đó là bên thịt. Trong con tôm á, không có tỏi trong này nha. Không có tỏi, không có hành hương, không gì hết. Chỉ là bên thịt thôi. Bên này hoàn toàn là tôm không. Mình chỉ bỏ chút xíu tiêu vô và một chút xíu bột nêm để cho nó vừa ăn. Dạ, vậy thôi. Nói lẫn lộn qua cái thịt. Nó cay nhẹ trong miệng của tiêu. Và nó ăn vừa ăn luôn. Ngon quá. Rồi các bạn coi nè. Nó lục cục chứ nó không có bị nát nghiến nha. Còn tôm mà dắt lục cục này dễ lắm các bạn. Có cái chén dầu ở cái muỗng nhỏ hơn cái muỗng mà vừa sai mình muốn. Thập cho nó ướt. Bóc cục thịt lên đè. Dậm xong rồi móc bỏ vô. Cục nào cũng giống cục đó. Đơn giản vậy. Căng miếng đầu hành. Cái đầu hành đừng có nấu. Xong xuôi hết rồi bỏ vô trong cái tô. Múc canh vô là nó vừa. Bây giờ bị đau nè. Các bạn thấy không? Cái vỏ bên ngoài đó khi gọt bí đao á, gọt mỏng thôi, nó còn cái xanh bên ngoài chứ nó không có bị mà sâu vô bên trong. Đây là trái bí đao rất no. Lúc đầu Dược Thảo định cắt đôi ra, một phần nửa dồn tôm thịt nha, còn một phần nửa, nhưng mà cái trái bí đao nhỏ xíu à. Mà cái ruột nó không có nữa, nó còn non quá. Ngon quá. Sau khi thịt tôm bỏ vô nấu chín rồi bắt đầu là bớt mình trong khi nấu tôm thịt á, lửa nó nhỏ nhỏ thôi, đừng nấu lớn quá nó banh thịt banh tôm hết. Rồi khi mà chín xong xuôi rồi, lúc đó lửa lớn lên để mình thả bí đao vô. Bí đao mà nó vừa sọp xuống là đem ra được rồi, chứ nấu hồi nó rụt nóng à. Thank you.
Bây giờ các bạn không hiểu được tôi nói liên tu bất tận thật sự. Nó dằn ở trong lòng xuống. Cái cảm xúc khi mà ăn được một cái canh bí đao như thế này. Nó ngon dữ lắm luôn. Mà thật sự hồi xưa ở nhà hay giờ ở... À, mình ăn trước đây đâu có, mình không có dắt cục cục như tôm gì hay là thịt gì đâu. Canh bí đao nấu với tôm đủ rồi. Hoặc giỏi lắm sắc miếng bà rọi hay thịt heo bỏ vô luôn là nấu thôi. Chứ ít khi nào mà bầm làm. Cái này là mình nấu theo cái cách của mình nghĩ ra như vậy cho nó ngon hơn. Từ giờ chưa có đụng tới nước mắm. Ở nhà các bạn nào có cha mẹ hay là ông bà lớn tuổi á, nấu giống gì đi, làm giống như tôi xúc cho ông bà ăn, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Cái này rõ ràng mình không có trộn lẫn tôm với thịt chung nhau nha, tôm riêng nha, thịt riêng. Hương vị khác nhau. Giống như nó bình thường nấu tôm thịt riêng nữa. Bằm thôi. Ngon quá. Bí đao xanh mướt. Quá ngon. À, ăn miếng cơm nha. Đã quá. Thiệt là ngon. Thích quá. Làm ăn đi các bạn. Cũng là bí đao, cũng là hành lá đầu hành, cũng là ngò rí, cũng là tôm, cũng là thịt. Nhưng mà thay vì mình bỏ vô nấu bình thường, bây giờ chế biến một chút thịt bằm ra. Đương nhiên trước khi bằm mình phải sắc miếng trước rồi bằm. Bằm đừng có mịn mứt nha. Rồi. Củ hành hương, hành lá cho nó xanh đẹp. Tiêu, nêm vô. Đừng có nêm nước mắm đồ vô cái nó nhão nhẹt à. Nó có cái bột nêm vừa ăn ngon. Trời ơi, đó, các bạn thấy cái da nó còn dính lên thấy không? Chứ chưa có nát nữa. Nè, tôm. Và tôi mong là các bạn nếu có được cái bí đao đừng coi thường nó. Tôi biết ở miền quê Việt Nam bí đao đầy hết, nhưng mà mình chế biến ăn nó thành thức ăn thượng lưu nha, ngon lắm. Trái bí đao lớn moi cái ruột ra râm, cái ruột nó già rồi, trái đao lớn chút xíu. Đút nguyên con cá vô còn được, nhét thịt gà vô cũng được, nhét tôm, nhét thịt vô được, nhét bao nhiêu đồ ăn ở trong đó được hết, nấm đồ được hết. Và thậm chí làm đồ ăn chay, trái bí đao, nhét nấm, bún tàu, kim châm đủ hết vô đó để làm một cái món chay cũng được. Ngon. Hồi nhỏ bí đao á, nước mà mưa đó, thả trái bí đao vô. Có tin không? Một thời gian cái nước nó lạnh mà nó mát. Cái chuyện đó là chuyện ngộ lắm. Ngon quá. Thiệt là ngon. Chưa có muốn đụng tới cơm đó. Ăn miếng cơm nha. Ăn miếng cơm. À, cơm Nhật Thảo mới nấu nóng hổi không? Ăn là xúc mà hôi luôn. Có bạn hỏi Dịch Thảo, nồi cơm hiệu gì, mua ở đâu, hay là hỏi những cái hiệu mà các bạn thấy. Có một điều tế nhị là như thế này, thà Dịch Thảo làm quảng cáo, nói thẳng quảng cáo nó khác. Trong khi ăn như này mà các bạn thấy Dịch Thảo phải say vô không, không có dám để cái hiệu ra. Tại vì có thể vi phạm tác quyền, vi phạm cái quyền thương mại quảng cáo của người ta nữa, khó lòng lắm. Cho nên Dịch Thảo không được quyền nói cái hiệu ra. Nhưng
để có thể hướng dẫn thì mình vẫn có thể hướng dẫn được. Tôi không có quảng cáo, tôi không nói thương hiệu. Tôi chỉ nói rằng cái nồi này mà tôi có nhỏ như thế này, mang travel, tức là mang theo đi show được, để có thể nấu cơm được, thì tôi đi ra chợ tôi mua. Tôi nhớ cái này tôi mua ở chỗ chợ Đại Hàng. Ở chợ Đại Hàng có bán cái nồi cơm nhỏ như thế này. Nó có hai cái hiệu khác nhau. Cái hiệu này mắc tiền hơn. Không nhớ nha. 4-50 hay 3-40 gì không nhớ. Còn cái kia 2-30. Tức là hai cái nó khác giá cả rõ ràng. Tôi chọn cái này thích cái này hơn. Chỉ có vậy thôi. Các bạn muốn mua thì ra ngoài chợ. Như tôi đi chợ Đại Hàng, chắc chợ khác cũng có. Thì các bạn có thể tìm mua được nha. Ngon quá. Cái này mà chăn canh doanh mới đỏ. Làm đi các bạn. Tôi nói thiệt, tôi ăn dễ lắm, không có khó. Nhưng mà ăn theo cái sở thích của mình. Khi tôi làm như vậy thì các bạn biết rồi. Cắn cái cục tôm nó khác chứ ăn con tôm bình thường. Con tôm này mình vớt ra rồi. Tôi cầm nguyên cục tôm tôi thấy bịch. Tém, bịch thấy giống như nhồi như vậy. Nó dai hơn. Ngon quá. Chỉ có vậy thôi nghe. Ăn thôi không có cái gì hết. Bữa ăn vịt thảo vậy. Cho nên trong cái nước canh này là mình không cần phải nêm tiêu hay là cái gì nhiều đâu, không cần. Ngay các bạn khi nấu nha, chỉ cần luộc mà cái thịt với tôm này lên rồi đó, húp cái miếng canh coi là nó đã thơm và đậm đà rồi. Là tại vì mình đã ướp trong thịt với tôm rồi, nó ra cái nước. Chỉ bất quá là nêm chút xíu thêm nước mắm nếu mình muốn. Mình muốn nêm cái gì cũng được, nhưng mà nhớ không có để đường. Nói đây mới nhớ là khi mà tôi nói cái câu nấu canh không để đường, tức là nói trong trường hợp như thế này. Đương nhiên nấu canh chua thì mình để nước mắm, để đồ chua, giấm, chanh, muối, chanh hay là lá giang gì không cần biết, me cho nó chua. Nhưng mà phải để đường vô cho nó hài hòa là giữa cái mặn cái chua. Canh chua phải để đường, cái đó đương nhiên. Mình nói là nói trường hợp tổng quát chung hết tất cả các loại canh nấu. Không khi nào để đường. Cái này cũng đừng để đường. Ngay cả úp thịt, úp tôm cũng đừng để đường. Không có. Chua. Bí rau nãy bỏ vô á, nó chưa mềm á là tôi đã bắt xuống rồi đó. Mà bây giờ là muốn mềm rồi. Nhưng được cái bí rau nó mềm á, mình ăn nó ngọt thôi không sao hết. Con này quên nói rồi. Cái trái bí rau khi làm á. Gọt vỏ thì gọt mỏng nói rồi. Bắt cái thau nước hay là cái tô cái gì cũng được cho nó lớn. Pha trong đó miếng nước muối mặn mặn thôi, không cần phải đậm đặc lắm. Thì khi mà trái bí đao mình gọt ra mà mình cắt ra đó, mình thảy vô trong đó liền đi. Tại vì cái trái bí đao còn non hay là còn xanh, làm gì làm nó cũng có cái mủ trong đó, cái chất da. Ngâm cho nó ra. Không ngâm cũng được mà. Nhưng mà ngâm. Rồi khi gọt vỏ rồi mà bắt đầu sắc sắc khoanh á. Mình đưa cái khoanh khoanh mỏng. Tại mình nhắm là khi mình sắc đường lại cho nó vuông. Chứ bây giờ mình sắc cái khoanh mà dày quá, ngồi sắc lại cái cọng này nó dẹp. Nè, các bạn thấy không, nó vuông nè. Đó. Sắc cái khoanh thì mình biết cái chiều dày của cái khoanh là nó tương đương với cái cọng. Sắc mỏng làm sao để ngồi mình sắc lại thành vuông vuông hết.
thì sắc khoanh xong rồi thảy vô cái thao đựng nước muối đó trước. Cứ sắc đi, sắc khoanh hết liền vô, rồi bắt đầu khi sắc ngược trở lại đó, sắc thành cọng đó, thì mình lấy từ đó rồi mình sắc cọng, rồi cũng thảy vô cái thao đó. Ngâm chút thôi, rửa sạch sẽ rồi xả nước lại để cho ráo là chuẩn bị nấu được. Đó là theo cách của Dược Thảo làm, mình ngâm sơ nước muối trước nha. Ngon quá. Rồi chỉ có vậy thôi. Tôm mà. Các bạn làm nó khác hẳn với bỏ con tôm vô. Và đây là căn bản về thịt và tôm cho mình nấu với những cái loại khác, củ quả khác. Nấu khổ qua được nè. Nấu với mướp được nè. Nấu với rau dền, rau mồng tơi. Nói chung nấu các loại rau đều được hết. Củ quả được. Với cái căn bản là thịt tôm như thế này. Nha. Rồi chỉ có vậy thôi. Còn này Dược Thảo ăn thôi. Có lần Dược Thảo lao đây, làm xong lao quên đem khăn lên, các bạn tưởng lao vô quần. Cũng đâu có sao, có khi dưới này nó có cái tấm khăn nữa nè. Lao động tiện thôi mà mình ăn. Ui cha, đây nè. Nè, đây cái miếng này thấy rõ cái da heo còn nè. Đây, cái da heo còn không rõ ràng nữa không? Đó, cái da heo nè. Đây kiểu của Dược Thảo đây. Chầm mâm ớt lên. Ôi chà. Ngon gì đâu. Quá trời thịt tôm như thế này. Tôi biết có nhiều bạn giờ thấy thèm lắm cái trái bí đao. Khi Dược Thảo đưa hình lên thì các bạn có kêu tôm nấu bí đao hay là tôm còn chừa lại nấu với thịt này kia nọ. Rất là cảm ơn. Nhưng mục đích của Dược Thảo chỉ nấu một món thôi, với bí đao. Nghe không? Định là dồn thịt vô nữa đó mà cái trái bí đao nhỏ quá. Trời ơi coi nè, đã. Ngon quá. Ăn thêm cục tôm nữa. Nói thiệt á, nếu mà mình chế biến được thì một món ăn có bình thường cỡ nào nó cũng sẽ trở thành độc đáo và ngon miệng. Nhớ nha các bạn, ăn đi, ăn cho ngon. Thôi còn ngon. Quá trời mà thôi. Có nhiều bạn thích ăn nhiều món đó. Ngoài canh rồi làm thêm này kia đây nè. Tôm nó nằm ở dưới á, ngộ lắm. Tôm nó nặng hơn. Đó, tôm nó chìm xuống dưới nè. Tôm nó nặng hơn thịt. Tại vì thịt trong này đó,
Trời ơi, cái mồ hôi nó chảy nè. Wow. Có người sẽ nói đằng sau mở máy lạnh lên. Dạ thôi. Dược Thảo muốn cho anh im lắng hết, kể cả tủ lạnh cũng tắt. Không có muốn để cho những tiếng động bên ngoài nó ồn ào. Cho dù cái tiếng máy lạnh nó chạy, máy lạnh thì ở bên ngoài Central Air thì cái hơi lên nó vẫn nghe ồ ồ ồ. Dược Thảo muốn cho yên lắng để cái tiếng nhai đồ ăn, cái tiếng húp canh chẳng hạn, nó nghe rõ ràng. Nó mới tạo thêm cái cảm hứng cho người nghe mà thích thú ăn. Chẳng hạn như thế này. Các bạn thấy không? Cho dù không chép miệng nó vẫn nghe cái tiếng đồ ăn. Như cọng hành này mình cắn mình biết nó mềm hay nó cứng à. Nó còn giòn. Không sao đâu. Đâu phải mình không có đổ mồ hôi. Hồi nhỏ cho tới lớn, ăn uống mồ hôi mồ kê cả người, chuyện đó bình thường mà. Nhất là ăn đồ nóng nữa. Cho nên chấp nhận để cho các bạn có thể nghe được tiếng ăn, tiếng húp canh rõ ràng luôn. Ngon quá. Vậy nha các bạn nha. Như vậy hôm nay mình ăn được món canh bí đao. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho Việt Thảo mình nên nấu cái gì. Thú thiệt Việt Thảo đọc hết tất cả những comments của các bạn trên Facebook. Đề nghị nấu cái gì Dược Thảo đều đọc hết. Và đương nhiên khi đưa ra một cái món ăn, Dược Thảo đã có ý định làm cái gì rồi. Thì sau khi kiểm chứng lại thì hầu như mọi người, phần lớn là với cái lượng thịt và tôm đó thì làm được tới 2-3 món ăn ngon lắm luôn. Nhưng tại Dược Thảo tập trung nấu một món. Ai cũng nấu tôm thịt rồi, ai cũng nấu với tôm rồi. Nhưng mà cũng có người nói bầm ra rồi dồn chung với nhau. Chứ chưa thấy, hay là Dược Thảo bị sót, không có thấy ai kêu là tôm với thịt mà bầm dùng để riêng cả. Còn đây là cái cách của Dược Thảo từ trước ăn là thích như vậy. Tại giống như Dược Thảo trình bày là khi mình ăn mà mình nấu riêng thì con tôm nó riêng, cái miếng thịt nó riêng. Mình ăn riêng, mình gấp riêng mà. Thì bây giờ cho dù bầm là mục đích của mình để cho úp gia vị cho nó thơm ngon hơn. Dạ. Thành ra nó cũng phải nằm riêng. Còn nếu bây giờ tôm với thịt mà bầm chung thì nó lẫn lộn rồi. Nếu cái người nào không thích ăn chung thì làm sao? Cho nên bây giờ ai muốn ăn tôm mình gấp tôm riêng, ai muốn ăn thịt mình gấp thịt riêng, có phải không ạ? Đây là tôm riêng, thịt riêng. Còn ai muốn ăn chung thì bỏ vô làm chung luôn. Nhưng mà ngon lắm này các bạn nha. Đậm đà trong miệng. Bí đao. Rồi. Bữa ăn đến đây coi như tạm xong. Mong rằng qua bữa ăn hôm nay, các bạn nào yêu thích xem Dược Thảo nấu ăn, xem Dược Thảo ăn. Đương nhiên Dược Thảo không có hướng dẫn nấu, tại vì thêm cái mà khâu mà nấu ăn nó dài dòng dữ lắm luôn nữa. Như cái chủ trương Dược Thảo là ăn cho thấy để mà thèm, để mà khơi dậy cái lòng ham muốn ăn uống của mình lại. Còn các bạn nào mà ăn dư thừa quá rồi thôi đừng coi. Coi ăn nữa là mập và đổ thừa tôi mệt lắm. Thấy Dược Thảo ăn để mà thèm. Và qua đó, nếu lâu quá mình chưa làm món này thì mình làm. Hay từ trước giờ các bạn chỉ nấu bí đao với tôm với thịt bỏ vô nấu chung, thì bây giờ thử bằm đi. Mà bây giờ thay vì bầm mình bầm chung, mình dồn vô thì bây giờ thử để riêng coi. Và làm như theo kiểu của Dược Thảo coi. Coi nó ngon hay dở hay ăn có hợp khẩu vị mình hay không. Rồi cho Dược Thảo biết nha. Chúc các bạn có những bữa ăn thật ngon bên gia đình. Khi nào mà các bạn sống một mình, tự nấu ăn và ăn một mình, không có thân nhân bên cạnh, thì lúc đó mới thấy cái sự quý giá và cái hạnh phúc
khi được ăn chung một bữa ăn cùng với gia đình. Có nhiều anh chị em ăn với cha mẹ không thấy gì lạ. Đến khi cha mẹ mất hết rồi, ngồi ăn một mình mới nhớ lại cái thời gian mà ăn chung với cha mẹ hạnh phúc cỡ nào. Có những người ăn chung với con cái, vợ chồng, bình thường không thấy gì hết. Có khi chồng đi làm xa ở nhà, vợ ăn mình, lúc đó mới nhớ tới ông chồng. Mới thấy sự có mặt của người thân bên cạnh là cần thiết. Cho nên hãy tranh thủ các bạn, ông bà cha mẹ còn sống, cha mẹ còn sống, hãy cùng nhau ăn bữa ăn cho thiệt ngon. Nấu cho ông bà cha mẹ mình bữa ăn thiệt ngon. Rồi cùng ăn vui vẻ. Để một mai sau này, tuổi già bóng xế, ông bà cha mẹ không còn ăn chung nữa, thì ít ra mình cũng có dành thời gian thật nhiều để ăn cùng với ông bà cha mẹ trước đây. Xin lỗi trong lúc cảm xúc bất thường, tôi nói lên cái tâm trạng của mình. Trước khi chia tay, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và tôi không biết những bữa ăn kế tiếp là cái gì, nhưng mà ăn cái gì có cái gì là lạ, tôi sẽ thu hình để cho các bạn xem. Mong mọi người luôn có những bữa ăn ngon. Thank you and I love you.